Kính thưa các vị quý khách, cuộc họp mặt hôm nay có một cái điều rất bất ngờ là đến bây giờ hội trường không phải là không còn có chỗ để mà xếp ghế mà cũng không còn có chỗ để mà đứng được. Đó là một cái điều mà chúng tôi hết sức vui mừng nhưng cũng hết sức lo lắng, là vì rằng là cũng không thể ngờ là con số có thể lên tới đến cái mức như thế này. Thì vừa rồi do là một số các vị quan khách chưa tới đông đủ để tranh thủ thời gian, cho nên chúng tôi mời thiếu tướng Nguyễn Chu Pháp phát biểu trước, và bây giờ xin phép giới thiệu các vị đại biểu. Hôm nay tới dự trong cuộc họp mặt với chúng ta, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Đức Toàn, đại diện của Văn phòng Chính phủ. Ông Nguyễn Mạnh Can, nguyên phó ban tổ chức Trung ương Đảng. Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, ông Vũ Thế Khanh, xin lỗi là Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, nguyên phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, là trưởng đoàn đi tìm 400 liệt sĩ ở Cân Nắc, Cơ Bang, huyện tỉnh Gia Lai, Tây Nguyên. Ông Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Tin học Ứng dụng UIM. Tôi trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Đỗ Thịnh, chuyên viên cao cấp Văn phòng của Ủy ban Nhân dân thành phố. Về nội bộ, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Giáo sư Viện sĩ Đào Vọng Đức, Ủy viên Hội đồng Trung tâm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người. Chúng tôi trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Bùi Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người. Xin lỗi, tôi chưa xin chị Oanh lại đứng vừa quất nữa. Chúng tôi xin giới thiệu Giáo sư Tiến sĩ Phan Anh, Chủ tịch Hội đồng Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người. Chúng tôi xin giới thiệu cử nhân nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người. Chúng tôi trân trọng giới thiệu Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thế Trung, Ủy viên Hội đồng Khoa học Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người. Hôm nay tới dự còn có đông đủ các đồng chí chủ nhiệm và phó chủ nhiệm của các bộ môn năng lượng sinh học, thông tin dự báo chủ nhiệm. Ở Hà Nội có chị Phan Bích Hằng, tìm một Nguyễn Khắc Bảy, tìm một Dương Mạnh Hùng, tìm một và vẽ chân dung liệt sĩ Thẩm Thúy Hoàn, tìm một Đỗ Bá Hiệp, tìm một Nguyễn Hồng Quang, phong thủy Doãn Phú, phong thủy Đông Khương Văn Thìn, ông Trần Quang Bích, ngoại cảm ông Nguyễn Đức Phụng, tìm một bác sĩ Lương Đình Thu, nhân điện chữa bệnh ông Trần Thịnh, độn giáp ông Trần Mỹ, giáo sư Tiến sĩ Hoàng Tuấn về dịch học ông Giang Nguyên Lan, tướng số ở các tỉnh ở Thanh Hóa Nguyễn Thị Hương, ngoại cảm ở Thái Bình có thầy Thích Đàm Vân, ở thành phố Hồ Chí Minh ông Nguyễn Văn Tư. Mời cháu Phan Thị Bích Hằng. Cháu xin kính chào các quý vị đại biểu, các cô, các bác, các anh, các chị
và tất cả những người đã đến dành thời gian đến với bộ môn cận tâm lý trong buổi gặp mặt cuối năm đầy ý nghĩa và tràn đầy những cái tình cảm yêu thương. Cháu xin gửi tới tất cả các quý vị đại biểu trong hội trường và những người đang ở ngoài hành lang một lời chúc sức khỏe, một lời chúc năm mới với những cái niềm vui, những điều may mắn và những cái điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Kính thưa các quý vị đại biểu, vừa qua thì ban chủ nhiệm bộ môn, các nhà khoa học, một số các nhân chứng và có những nhà ngoại cảm đã phát biểu ở nhiều góc độ về vấn đề ngoại cảm, rồi những quan niệm, rồi những cái dẫn chứng cụ thể, rồi những cái minh chứng để làm sao chúng ta có được cái niềm tin vào thế giới tâm linh. Thế và cháu cũng nhận được một số các câu hỏi của các quý vị đại biểu đã chuyển lên. Thì có những câu hỏi thì thuộc trong lĩnh vực của cháu làm việc thì cháu sẽ trả lời. Và trả lời đây thì thật ra về tâm linh ấy, nó không có một cái quy luật, không có một cái khái niệm chung và cũng chưa có một cái công thức nào cho thế giới tâm linh cả. Nên cháu trả lời đây là bằng cái kinh nghiệm của 17 năm tiếp xúc với cõi âm, 17 năm đi làm công việc tâm linh. Những cái kinh nghiệm đó được đúc kết lại và trùng lặp nhiều lần lặp đi lặp lại, và cũng là những kinh nghiệm học hỏi từ đồng nghiệp, từ bài báo đầu tiên mà đại tá Tạ Vạn Địch đưa cho cháu để nói về nhà ngoại cảm Đỗ Quyên. Những ngày đầu tiên cháu chập chững vào làm công việc về ngoại cảm, cháu rất là run sợ và cả gia đình cũng rất là lo sợ, khi đó không biết mình ở trạng thái nào và mình là như thế nào. Và sau một vài việc làm giúp cho gia đình đại tá Tạ Vạn Địch ở 24A Tân Bản Hồ thì ông đã dần dần giúp đỡ cháu để hiểu thêm và biết rõ hơn về cái thế giới đó. Và có rất nhiều người cũng cùng có khả năng như vậy. Và bài báo đầu tiên đại tá Tạ Doãn Định đưa cho cháu đó là về Đỗ Quyên, nhà ngoại cảm của Trung Quốc, là đã nhìn thấy những cái vật mà qua một cái vật cản. Và sau đó là những bài báo về nhà ngoại cảm Đỗ Bá Hiệp. Và cháu cũng rất là cảm ơn đại tá Tạ Doãn Định từ những cái bài báo đó, từ những tấm gương và về những người làm ngoại cảm tiền nhiệm của cháu, thì cháu cũng đã hiểu biết hơn và cháu nói một cách đúng hơn, là vững vàng hơn và lấy được cái tinh thần không bị hoang mang. Bởi vì khi có một cái khả năng đặc biệt không giống ai cả và khác người thì cả gia đình và bản thân cháu đều rất là hoang mang. Nên có một câu hỏi hôm nay cháu cũng cảm thấy nghe câu hỏi của Tọa Thích Mẫn Bình là nguồn gốc của các nhà ngoại cảm từ đâu mà có. Thì bác Phát vừa rồi cũng đã trả lời về nguồn gốc của các nhà ngoại cảm. Thật ra thì nguồn gốc của các nhà ngoại cảm có muôn vàn những cái điểm xuất phát, những cái xuất phát điểm để mà có cái khả năng. Ví dụ như là trường hợp của em Thẩm Thúy Hoàn và em Nguyễn Phúc Lộc là hai em và tuổi rất là trẻ và hiện nay là tuổi trẻ nhất trong số các nhà ngoại cảm của Việt Nam, đã từng cùng làm với cháu cộng tác trong cái việc tìm liệt sĩ ở non nước Ninh Bình. Đó là cái việc làm đầu tiên mở màn cho cái chương trình tìm mộ liệt sĩ bằng phương pháp ngoại